của Melia. Người anh cùng ra giấc mơ với ông khách. Ngày đó đã dỡ lẫn khóc của mình sang rừng lên mừng em công thành danh toàn. Hay quá. Điều rất tiếc khi về đây bà Loan mẹ của bác Hồ không còn nữa. Bà mất ở Huế rồi. Tổ tiên em trai của bác cũng đã qua đời. Bà lại chuyển nhà. Bởi vậy tâm tư đầu tiên khi trở về làng, ông Sắc đã dành riêng gian phòng thứ hai của ngôi nhà tranh Mân Giang. Gian phòng trang trọng để lập bàn thờ, thờ người tổ tiên của mình. À, những bộ mặt hí hửng của Nokia đó, à, Melia đâu nhỉ? Nhiều hôm nhớ mẹ, con gái. Khi em bác về đứng lặng trước bàn thờ. Nhưng rồi bác cũng chỉ thắp hương cho mẹ mình ở đây có 5 năm thôi ạ. 16 tuổi bác Hồ rời quê hương vào Huế lần thứ hai. Lần này bác đi mãi cho tới lúc bác đã 67 tuổi rồi. Người mới có dịp trở về thăm mảnh đất này lần đầu tiên. Về thăm quê hương đứng trước bàn thờ mẹ. Thắp cho mẹ hiền nén hương hơn nửa thế kỷ cách xa. Bác Hồ vô cùng xúc động. Ôi. Đừng làm một hồi lo như phần nào lãng xích đồng, nghẹn ngào, bác nói với bà con đi cùng rằng ngày trước, nhà bác nghèo thưa các cô, các chủ, bàn thờ mẹ bộ chỉ làm bằng tay, không có chân, chỉ dùng hai miếng gỗ đọng gã vào hai bên cột đỡ bàn thờ lên. Liếp bàn thờ được cài bằng nửa trên trại chiếu mộc, còn đồ thờ cũng chỉ là gỗ mộc như thế này đây. Về sau, theo lời nhắc của bác, chúng ta làm lại bàn thờ đủ nguyên